Chào các bạn. Ở video này mình sẽ tổng hợp những mẫu tranh mới về và những mẫu tranh đang còn của đầu tháng 10 này ha. Rồi các bạn xem những cái mẫu này là mẫu mới nè, hàng thiết kế nha các bạn. Những mẫu này thì kích thước mình đã ghi ở màn hình. Thì sau khi mình có thời gian mình sẽ quay từng mẫu review cho các bạn xem coi cái phôi, cái chỉ nó như thế nào nha. Còn hiện tại cái video này chỉ là video tổng hợp những mẫu thôi, tất cả những cái kiểu mẫu mình có thôi, chứ còn cái chi tiết á thì để mình sẽ thu xếp mình quay riêng cho các bạn. Những mẫu nào mà mình chưa quay á thì mình sẽ quay riêng cho các bạn xem từng cái một ha. Rồi cái cách mua hàng thì cũng đơn giản lắm, các bạn có thể nhắn vào điện thoại, số điện thoại của mình, một trên hai số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cách thứ hai, các bạn dừng video chụp màn hình của cái mẫu mà các bạn thích á, các bạn gửi qua bên Zalo cho mình sẽ báo giá cũng như là báo chi tiết cho các bạn nha. Có những cái mẫu đồng lúa nó rất là to, 120 là khoảng 1m2 á, chiều cao lên 75 cm. Bạn nào thích những cái mẫu quê hương đồng lúa á, thì nhắn cho mình cái bức quê hương Thanh Bình đó, hôm trước có chị hỏi thì hôm nay có lại một bộ, thì nếu mà chị xem được cái video này thì chị liên lạc với em ngay nha. Phân đoạn này thì những cái mẫu này thì mình đã quay từng cái mẫu luôn rồi, có từng cái mã số tranh luôn ở video luôn. Thì các bạn có vào trang của mình, vào kênh YouTube Tâm Ngộ Nguyễn, bấm vào phần video thì những cái video này nó sẽ hiện lên đầy đủ cho các bạn nha. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào cái quả chuông kế bên đó, để khi mà mình up cái video mới thì YouTube sẽ tự động thông báo cho các bạn biết. Các bạn sẽ xem được và thích những cái mẫu nào các bạn có thể báo cho mình ngay, tại vì những cái hàng thiết kế thì thông thường là không có nhiều các bạn ha. Video này tất cả những mẫu đều là tranh thường, thêu kín hết, thêu kín toàn bộ tranh hết nha các bạn. Mình thì không có tranh 3D, tất cả đều là tranh thêu kín hết, chỉ cô tông. Hiện tại ở đầu video có những mẫu chỉ cô tông, mẫu nào là hàng thường và có chỉ lụa thì mình sẽ báo cho các bạn nha. Tại trên máy mình xóa cũng khá nhiều á, cái nó không có còn hình. Mẫu này có chỉ lụa nè các bạn, hoa hồng. Mẫu Phật A Di Đà này là không có chỉ lụa, ngũ hổ không có chỉ lụa luôn. Rồi các bạn có thể tham khảo thêm ha, hoặc là các bạn kết bạn Zalo mình á, thì có những cái mẫu mình sẽ up trên đó ha. Rồi mẫu đôi chim xanh nè, đây là có chỉ lụa nè nha các bạn. Thì các bạn xem hết video cho mình ha, có thắc mắc gì cứ nhắn cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Thì cái phần đoạn sau á, là những cái mẫu mà hàng phổ thông thôi. Đây là những mẫu hàng phổ thông nè. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye các bạn, chào tạm biệt các bạn.